Kính thưa toàn thể mặt tổng, là cái việc xây điện Sủng Đức, cái việc này là khách nói tất cả các cháu chúng ta tại nước Việt Nam này. Vậy cho nên là xin quý vị là ở đây bác Trần Bạc Đại Quý, bác vào đây bác phân công cây quý để về xây điện Sủng Đức, mà cái này không phải là việc riêng của mặt tổng Hải Dương, mà đây là một cái việc của mặt tổng cả nước. Cho nên là xin quý vị là cứ gặp bác Trần Mạc Đăng Quý tại cái bàn của đại biểu ở trên này để chúng ta đóng góp được bao nhiêu thì ta đóng góp ạ. Thank you.
chậm thì sẵn là